Hello, xin chào cả anh em nha, mình là Tony đây. Nay mình sẽ đi xuống nhà của thanh niên quy nhỏ chơi. Bây giờ là đang đợi thanh niên Tấn. Tấn đái lâu quá, mình đi trước luôn quá. Rồi, yếu bình xe luôn. What the hell. Nãy giờ mình đi nhanh hơi lâu quá. Cái gì đó trời.